cư dân mạng luôn có những phát hiện chẳng thể ngờ tới từ những vật dụng phổ biến, đến mức ngay cả nhà sản xuất cũng chẳng thể nhận ra. Nhưng mới đây là chuyện iPhone 12 có thể sử dụng để gọt táo. Cụ thể, phần cạnh vuông vức trên thân iPhone 12 vì quá sắc bén nên có thể gọt được cả vỏ táo. Chiếc iPhone 12 có thiết kế phần viền thân khá giống với iPhone đời 4 năm trước đây, nhưng mỏng hơn và vuông vức hơn. Có lẽ vì vậy mà phần cạnh vuông này có thể thay chiếc dao để gọt được cả vỏ táo. Thì ra đắt sắt ra miếng là có thật. Giờ muốn gọt trái cây đi picnic mà quên dao, biết xài gì rồi đấy. Lẩu băng chuyền nói riêng hay hình thức đồ ăn kiểu băng chuyền nói chung vốn không còn xa lạ với tất cả mọi người. Tuy nhiên mới đây hình ảnh về một chiếc băng chuyền đầy đồ ăn, đủ các loại thịt, rau củ và đồ uống vẫn thu hút hơn 4 triệu lượt xem bởi sự đầy đặn, hấp dẫn và thích mắt. Tuy nhiên bên cạnh việc trầm trồ trước chiếc băng chuyền hoành tráng này, rất nhiều cư dân mạng tỏ ra lo lắng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm khi ăn uống theo cách này. Nói chuyện bắn cả nước bọt vào kìa, cái này phải có vách ngăn mới được. Đang dịch mà ghé mặt vào thức ăn thế kia thì không nên. Thời sinh viên, không ai là không trải qua cảnh cuối tháng hết tiền và mì tôm được coi là lương thực vừa rẻ lại cứu đói trong những ngày rỗng túi. Với sự sáng tạo không giới hạn thì mới đây các bạn sinh viên đã nghĩ ra phương pháp độc đáo để tăng hương vị cũng như dưỡng chất cho bữa ăn của mình. Lúc này những tô mì gói nhanh chóng được biến tấu mới lạ làm nhiều người phải bật cười, đôi khi là cả hoảng hồn với cách ăn mì chẳng giống ai ấy như kem mì tôm, sandwich mì tôm hay thậm chí là bánh kem mì tôm. Câu chuyện tiêu dùng của tuần này xin khép lại ở đây. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ.